dễ chuẩn bị để dùng với cả chiếc nồi chiên không dầu Kalai này là món khoai tây chiên. Ở nồi chiên không dầu Kalai này rất là tiện lợi bởi vì là có cả một chiếc lồng để dành làm món khoai tây chiên. Bà Diệm đã cho khoai tây vào lồng này rồi. Sau khi chuẩn bị cho khoai tây vào lồng xong, Diệm sẽ đưa vào lò nướng. Sẽ sử dụng nút Smart Key này sẽ giúp chúng ta đưa dễ dàng dụng cụ vào lò nướng hơn. Sau đó thì đóng lò nướng lại và bắt đầu thao tác chọn chế độ nướng khoai tây và phải chọn thêm chế độ quay lồng nữa và bật. Sau khi Diệm bấm thao tác chọn chế độ là nướng khoai tây thì máy đã tự setup ở chế độ nướng 200 độ C và trong thời gian là 15 phút. Vậy là sau 15 phút là chúng ta đã có món khoai tây chiên rất là giòn ngon rồi mà không hề mất chút công sức nào cả. Bởi vì bình thường khi mà mọi người chiên khoai tây ý, thì sẽ mất thời gian hơn, ví dụ như là sẽ bị dầu mỡ bắn hay là sẽ bị nóng. Nhưng mà với nồi chiên không dầu Kalai thì chúng ta có thể nướng khoai tây một cách dễ dàng mà lại không tốn công sức chút nào cả. Mày đã báo là kết thúc món khoai tây nướng rồi và bây giờ Diệm sẽ dùng dụng cụ để lấy ra nhá, để cho đỡ bị nóng. Đó, mọi người có thể thấy là món khoai tây chiên này đã được hoàn thành và vàng đều rất là ngon. Bây giờ Diệm chỉ cần đổ ra đĩa là xong. Với những gì Diệm đã trải nghiệm và những tính năng mà Diệm đã vừa giới thiệu với mọi người về chiếc nồi chiên không dầu Kalai Q10 này thì mọi người hãy thử trải nghiệm thêm nhé, chắc chắn là mọi người sẽ hài lòng. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.